Chào tất cả các bạn nha. Video này mình sẽ hướng dẫn các bạn Clamp 50.000 Top Gun có hiệu là TFC nha các bạn. Thì để Clamp được con này thì các bạn click phần link mô tả dưới video của mình, mở địa chỉ chút đáp ra mình ra nè bạn. Các bạn chọn dùng đáp nè. Các bạn dán cái trình duyệt của link dưới video của mình vào. Thì những dán thế này nó có chương trình này drop cho mình Clamp free, thì các bạn cố gắng Clamp nha các bạn. Sau khi nó hiện ra thì nó có một màu đen đen, thì các bạn nhấp vào ba gạch bên cùng thì nó ra hiện một Clamp này, một Clamp này các bạn. Thì nó trong chương trình bán hàng VSEL, các bạn có thể mua với giá là mua min tối thiểu là 0.01 bên biên các bạn. Đây thì để mình Clamp free các bạn. Để mình check website nó sao các bạn. Các bạn nhấp vào Clamp iDrop nè. Rồi, tất cả các bạn bấm nút chấp thuận các bạn. Các bạn tốn phí mạng là 0.0007 bên biên, khoảng 0.5 đô la các bạn. Để mình qua mình check website nữa các bạn. Đây tôi cần bán VSEL nữa các bạn. Con này không biết nó có go map này nọ đâu không ta. Có tờ Twitter, Facebook, Instagram nè. Nhập cho ba gạch này. À có go map đàng hoàng nè các bạn. Để mình vào go map mình coi lộ trình nữa các bạn. Go map nè các bạn. Lộ trình nó quý 1 là Community Dow cho Seeking, quý 2 là Revit Smart Contract, quý 4 của Gmap. Hiện tại thì con các bạn Clamp đại con này đi các bạn. Rồi, sau khi các bạn Clamp xong thì các bạn bắt đắp lên các bạn. Để mình coi nó về chưa các bạn. Smart Contract. Để bây giờ mình coi con sắt nó. Tiếp tục thì các bạn gỡ địa chỉ, các bạn copy địa chỉ con sắt của nó dưới phần link mô tả dưới video của mình dán vào đây nha các bạn. Để coi nó về được bao nhiêu các bạn. TFC nè các bạn. ATCF chứ các bạn. Để một hồi mình qua trang ESTCAN mình check thông tin coi tổng cung nó bao nhiêu các bạn. Dự án nó mới ra các bạn. Mình trang được 50.000 TFC nè các bạn. Hiện tại tổng cung của con này thì có 369-12 số 0, cũng tổng cung cũng khá là cũng hơi cao cao nha các bạn. Cũng không cao quá nha các bạn. Thì cũng chắc nữa nè, hiện tại có 927 holder số tập phần 18 nè. Rồi thì các bạn chỉ việc Clamp giả lấy miếng ghép chia sẻ cho bạn bè và người thân các bạn. Để mình hướng dẫn các bạn lấy miếng ghép nè các bạn. Thì các bạn mở giấy chút của đất mình ra, các bạn sao chép địa chỉ giấy chút của đất mình nè các bạn. BB Samachen, rồi các bạn qua trình duyệt tab, các bạn chọn vào dự án của nó nãy nè các bạn. Sau khi nó ra giao diện thế này thì các bạn nhấp vào ba gạch trên cùng thì nó sẽ tắt cái bảng thông báo của nó nha các bạn. Rồi các bạn dán một địa chỉ BB Samachen của các bạn vô đây nè. Rồi các bạn bấm vào get for link nè. Rồi các bạn copy cái địa chỉ liên ghép mình các bạn. Ok, như vậy mình đã hướng dẫn các bạn Clamp token gì. Đến đây cũng kết thúc các bạn. Mình chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn tất cả các bạn trong những video clip tiếp theo từ mình nhé. Nó sẽ đi xa.